Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm một con cù bảy màu hay còn được gọi là Rainbow Ship Bây giờ chúng ta sẽ cần những nguyên liệu này để làm con cù bảy màu Đầu tiên là chúng ta cần một cái bàn chế tạo, một cái Anvil hay còn được biết đến là cái đe Và một cái nem tác hay còn biết đến là thể đặt tên Và tất nhiên chúng ta phải có cù Sau đó đây là công thức để chế tạo cái đe thì bạn cần đầu tiên là ba khối sắt khối sắt được làm từ chính thỏi sắt một cục đó và chúng ta cần tới ba của ba cái khối sắt như vậy đặt vô trong bàn chế tạo theo cái công thức như vậy các bạn có thể xem lại công thức này uh, khi mà các bạn dừng màn hình lại bây giờ mình sẽ sử dụng cái Enview để mình có thể sửa tên lại bây giờ chúng ta bỏ cái Enview bỏ cái thể đặt tên là cái nem tác vào trong cái đe thì các bạn bỏ hết cái phần cái tên ở bên trên đi các bạn viết vào chữ Z và bấm ship gạch chúng ta đã có thể thấy là nó sẽ tốn một cái uh, kinh nghiệm một cái uh, cấp độ để chúng ta có thể uh, sửa tên được và bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ đặt tên lại cho hai con cù này như các bạn thấy hai con cù này đều chuyển màu và khi chúng ta cạo lông của tụi nó thì nó sẽ rớt ra cái màu lông nguyên thủy là màu trắng đây nó sẽ rớt ra màu trắng mình có được hai cục bốn cục màu trắng và bây giờ nếu mà chúng ta lai like giống nó thì sao? Chúng ta lai like giống nó thì nó cũng ra con cù nguyên gốc mà thôi. Nó không có tạo ra thêm một cái con cụ bảy màu đâu. Nếu chúng ta muốn có một con cụ bảy màu nữa, chúng ta cứ việc đặt tên con cù mới lại là xong. Và bên kia, chúng ta còn một vài em nữa. Ví dụ như màu đen này chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể đạt được. Là nó ra cũng bảy màu thôi. Chúng ta khiếm ta cắt lông nó thì nó rất là cái khối lông cù màu đen. Và bây giờ có một phần nữa chúng ta có thể làm thêm Đó là chúng ta có thể làm gì với cái nem tác này nữa Thì chúng ta có thể đặt tên là Dinner Bone Dinner Ball. Và Mình chỉ cần thêm một cái nem tác nữa Chúng ta lấy thêm một cái nem tác nữa nào Và tên còn lại là Crumb Bây giờ chúng ta có thể chơi trò chơi với con cù Khi bạn đặt tên là Dinner Ball, nó sẽ lật ngược lại cũng tương ứng với cái tên là rum hai con cù. Nó đều lật ngược lại cho dù là tên là dinaborn hay là Grum thì các bạn có thể sửa tên cái uh, nem tác này trong cái env view trong cái đen này nè. Và chúng ta có thể xem được từ từ con cù nó sẽ mọc lông lại thì cái lông của nó vẫn là lông bảy màu thôi. và như vậy là các bạn đã có thể làm được một con cù bảy màu cho riêng mình rồi đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những tập kế tiếp.